Của chân nhân chương 420, có tài không có đức, một Trận chiến đấu này, phải là tiểu thú vương thất bại. Bởi vì hắn vi phạm vào quy ước thành lập trước khi đấu. Trên sơn cốc tình cảnh ồn ào, mọi người nghị luận ầm ĩ đều rất kinh ngạc. Tức giận, đối với hành vi vô sĩ của phương nguyên tỏ ra oán giận và khinh bỉ mãnh liệt. Bạch ngưng băng ha ha cười lạnh, nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh một vòng. Kết quả như vậy, nàng sớm đoán được. Cái gọi là ước định, chẳng qua là Phương Nguyên đào xuống ra một cái hố. Phương Nguyên là loại người gì, Bạch Ngưng Băng là người hiểu rõ ràng nhất. Cổ sư vốn bao quanh Bạch Ngưng Băng. Cũng đều không hẹn mà cùng đồng thời rút đi. Phương Nguyên nghe tiếng trách cứ, khinh bỉ, dễu cực của vô số cổ sư ở bốn phía sơn cốc. Hai tay của hắn gác sau lưng, vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh, hai mắt nheo lại tựa hồ còn mang theo một cổ ý vị hưởng thụ. Hắn thấy, cái gọi là thành tính chẳng qua là sợ hãi bản thân bị lừa gạt, cho nên hy vọng người khác đặt qua chuẩn mực. Hành tẩu ma đạo, chính là phải buông thả không kiên sợ, kiên kỵ cái gì? Vi phạm ước định thì sao? Không tuân thủ hứa hẹn thì sao? Chỉ cần thực lực đủ cường đại, muốn làm sao thì làm. Người khác kinh bỉ, trào phúng lại có thể thế nào? Những thứ ngôn ngữ bất lực không chút sát thương này chỉ có thể lộ ra rõ ràng sự bất lực của kẻ yếu, có thể động được một cọng tóc gáy của bản thân. Ha ha ha! Về phần tiết tam tứ này, thật sự là ngu xuẩn. Thế mà bị gò bó bởi thanh danh chạy tới chiến đấu với mình. Trong lòng Phương Nguyên chẳng thèm để ý đến cái này, thanh danh là lấy ra dùng, chỉ là một công cụ thôi. Nhưng trên thế giới này, có rất nhiều người xem nó còn quan trọng hơn tính mệnh. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đương nhiên, ở trong quá trình này, ta cũng đã dở một chút thủ đoạn nhỏ. Tiết tam tứ khác với hoành mi bạo quân, phí lập, nàng có phi hành cổ, chỉ cần thấy thời cơ bất ổn, bay lên không trung, Phương Nguyên cũng không có cách nào bắt nàng. Cho nên, Phương Nguyên ngay từ đầu, liền đưa ra đánh cược. Mục đích chính là muốn ngăn chặn năng lực di động của Tiết Tam Tứ. Cái gọi là ba đòn, lúc Phương Nguyên nói ra đã không nghĩ tới sẽ tuân thủ. Tiết Tam Tứ từng bước một rơi vào cái bẫy mà Phương Nguyên bố trí, Phương Nguyên trọng thương, dụ dỗ nàng ta không ngừng tiến lên. Sau khi hứng chịu kích thứ hai, Phương Nguyên cố ý chữa thương ở trước mặt nàng ta. Tiết Tam Tứ không muốn nhìn thấy bản thân uổng phí công sức, sinh lòng nôn nóng, lập tức không có suy nghĩ nhiều bay lên không, lựa chọn cách xung kích mạnh nhất. Nhưng cuối cùng, ngược lại là Phương Nguyên mượn lực của nàng ta, bốn lạng địch ngàn cân, linh hoạt phản kích, đánh chết nàng ta. Nếu thật là giao chiến đường đường chính chính như bình thường, Tiết Tam Tứ có cánh có thể bay trời, tuyệt sẽ không bị Phương Nguyên giết chết dễ dàng như vậy tiểu thú vương, ngươi thật sự là ti tiện vô sĩ. Ngươi vi phạm với ước định, trận chiến đấu này là người thua. Trong đám người xem đánh nhau, rất nhiều người đều đang kêu to hô to, nói lời tương tự. Không sai. Ta nhận thua, rồi sao? Phương Nguyên cười nhạo một tiếng, lớn tiếng đáp lại. Thanh âm của hắn vọng lại trong sơn cốc. Tiếng thét ra hỏi vốn ồn ào bỗng nhiên lắng xuống. Đúng vậy, cho dù thua thì làm sao? nhìn bên kia thắng thử, đã thành một vũng máu bùng thịt nhão, cho dù cha mẹ nàng ta cũng không nhận ra con gái của mình. Thắng thua như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Sau khi hiểu được điểm ấy, tiếng nói trong sơn cốc bỗng nhiên đề cao 8 độ, càng mãnh liệt hơn trước kia. Phương Nguyên thản nhiên trực tiếp nhận thua, càng bày ra vẻ mặt vô sĩ, bởi vậy càng kích thích cảm xúc không cam lòng, tức giận trong lòng mọi người. Phương Nguyên ngửa đầu, cười ha ha, các ngươi phẫn nộ như thế là muốn báo thù cho Tiết Tam Tứ sao? Ta còn không biết số mệnh nàng ta tốt như vậy đó. Tới tới tới, người báo thù đều tới đây, ta nhất định tiếp hết. Tiếng động trong sơn cốc phút chốc nhỏ lại, rất nhanh liền trở nên lặng im im ắng. Mặc dù Phương Nguyên có chút mưu lợi giết Tiết Tam Tứ, nhưng Tiết Tam Tứ dù sao cũng là nhân vật tứ chuyển trung cấp thành danh, không thể ba đòn liền mệt mỏi. Nàng cũng bị Phương Nguyên đánh thành thịt nát lần nữa thể cho thấy lực chiến đấu cường đại của Phương Nguyên. Phương Nguyên lấy tu vi tứ chuyển sơ cấp, liên tiếp đánh bại ba vị tứ chuyển trung giai cường giả. Thực lực như vậy, ngoại trừ mấy người có hạn, ai không kinh hồn tán đảm. Đồng thời, Phương Nguyên chịu thương càng nặng, chiến lực liền càng mạnh. Phương Nguyên hướng bọn hắn khiêu chiến, cùng vọng vô cùng, nhưng lại không ai đứng ra. Giữa các nhân vật ma đạo, kiên kỵ ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, cơ hồ đều hành hiệp đơn độc không có người vì tiết tam tứ ra mặt. Ngược lại là trong nhân vật chính đạo, có người muốn diệt trừ tên ma đầu hương nguyên này, nhưng giờ phút này lại không thể xuất thủ. Vì cái gì? Bởi vì vừa đứng ra, lập tức sẽ bị người khác nói trở thành báo thù cho Tiết Tam Tứ. Thế nhưng Tiết Tam Tứ là người trong ma đạo đây này. Không có người bao thù cho nàng. Rốt cuộc có hay không? Phương Nguyên lại cao giọng quát hỏi mấy lần. Vô số người xem đánh nhau trầm mặt như nước, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau nhưng không có một người trả lời không có vậy thì ta đi phương nguyên nhướng mày nhấc chân bước mấy bước lại dừng lại ta đi thật đó vẫn như cũ không một người nói chuyện phương nguyên cường thế trấn áp toàn trường thái độ thực sự phách lối khiến cho rất nhiều cường giả tứ chuyển không cam lòng không ít người ngo ngoe muốn động nhưng cuối cùng nhẫn nại xuống ha 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 phương nguyên ngửa đầu cười to sải bước thản nhiên đi ra khỏi chiến trường sơn cốc lý ca huynh liền ra tay đi hồ mị nhi ngồi ở trong ngực lý nhàn ỏn à ổn ẻn nũng nịu lý nhàn mũi tròn mắt to cái trán rộng lớn trên mặt có một lớp dầu bóng loáng dáng người gã mập lùng lúc này hai tay thô ngắn một cái nắm ở trên eo nhỏ mềm mại của hồ mị nhi một cái khác thì khoác lên trên đùi của ả tu vi của lý nhàn là tứ chuyển cao cấp nhưng gã rất ít xuất thủ Cả buôn bán mưu sinh, là đại gian thương trứ danh bên trong ma đạo, giao thiệp rộng rãi. Lúc này, hắn ông Hồ Mị Nhi ở trong ngực, vẻ mặt háo sắc hiếp mắt cười nói, "Mị Nhi, người nàng như không xương, làn da nõn nà như ngọc, mấy ngày không gặp, nàng lại trở nên xinh đẹp hơn." Hồ Mị Nhi liếc mắt một cái, sẵn giọng, "Lý ca, nô gia và huynh đang nói chính sự đây này. Hắc Bạch song sát kia đắc tội nô gia, nô gia đã là người của huynh, huynh cần phải làm chủ cho nô gia." ừm ừ lý nhàn một mặt trong miệng hùa theo đồng thời mười ngón lại động du tẩu trên thân thể hồ mị nhi hồ mị nhi thở gấp hai tiếng trên mặt xuất hiện hai vệt đỏ ửng phối hợp mắt to ngập nước cực kỳ mê người nhưng đáy lòng ả lại thanh tĩnh như băng tuyết ả lại thuyết phục hai câu thấy lý nhàn từ đầu đến cuối lầm bầm ừ cho qua chính là không đáp ứng ngược lại chiếm tiện nghi của mình hồ mị nhi liền đẩy ra lý nhàn đứng ở trên mặt đất trên mặt ai oán, Lý ca, rốt cuộc huynh phải cho Nô gia một lời chính xác. Nô gia năng nỉ huynh như vậy, huynh cũng không thương xót Nô gia sao? Ôi, tâm can của ta, tiểu bảo bối của ta. Không phải Lý ca của nàng không muốn làm, mà hắc bạch song sát kia thực sự có chút khó giải quyết. Bọn họ thế nhưng là hai cổ sư trung chuyển, Lý ca nàng thế đơn lực cô, chỉ có một người đó. Lý nhàn mở ra hai tay, bày ra dáng vẻ không thể làm được gì hồ mị nhi hừ một tiếng được rồi vậy nô gia liền hạ tiêu chuẩn xuống chỉ cần đối phó với tiểu thú vương kia tên phương chính này đáng hận nhất còn bạch ngưng băng lý ca có thể tạm thời không quản thế này lý nhàn do dự lý ca hồ mị nhi cảm thấy có hy vọng lại chủ động ôm ấp yêu thương hơi thở như hoa lan phả ở bên tai lý nhàn mập mạp lý nhàn lập tức cảm giác bụng dưới của mình có một đoàn dục hỏa dâng lên. Hai ánh mắt gã trở nên mê ly, được, mị nhi nàng đã muốn như thế, vậy Lý Ca liền giúp nàng giải tỏa cơn hận này. Có điều. Gã chuyển đề tai, chưa tới một hai ngày, Tam Vương truyền thừa sẽ phải mở ra một lần nữa. Thời khắc quan trọng này cũng không thể xảy ra sai lầm. Chờ qua Tam Vương truyền thừa, Lý Ca lại đến giáo huấn tên tiểu thú vương kia sau. Nàng thấy được không? Tam vương truyền thừa sắp mở ra, tất cả mọi người đều dán mắt vào đó hồ mị nhi biểu môi đối với sự từ chối của lý nhàn cũng không tiện nói thêm gì nữa hai người lại thân mật cùng nhau một hồi sau đó hồ mị nhi liền cáo từ mặc dù lý nhàn cực lực giữ lại nhưng hồ mị nhi thái độ kiên quyết cuối cùng lý nhàn đành phải đưa hồ mị nhi ra động phủ gã đứng tại cửa hang mắt tha thiết nhìn bóng lưng hồ mị nhi dần dần đi xa cuối cùng biến mất bên trong núi rừng hừ tiểu yêu này Lý Nhàn quay lại động phủ, thần sắc mê muội trên mặt biến mất không chút dấu vết, lại toát ra vẻ thận trọng âm trầm. Muốn châm ngòi ly gián, coi ta là thương mà dùng để đối phó tiểu thú Vương à? Ả à, tiểu yêu nữ này thật sự cho là mình mị đạo đại thành. Buồn cười. Khóe miệng Lý Nhàn mang ý cười rất lạnh, muốn đối phó Hắc Bạch song sát, ta đương nhiên có biện pháp. Nhưng Lý Nhàn ta khi nào từng làm ăn lỗ vốn chứ? Ha ha tiểu thú vương phương chính này thật không đơn giản nhìn hắn thô kệch ngang ngược nhưng thực ra tâm tư cẩn thận trước kia lúc tam vương truyền thừa mở ra đâm liên tiếp ba vị ma đạo cổ sư cái này nhất định là kế hoạch mà hắn đã suy tính từ lâu nhóm cổ sư đến từ thiên nam địa bắc tụ tập đến núi tam xoa là vì cái gì còn không phải là vì tam vương truyền thừa phương nguyên phách lối không có người tìm hắn kiếm chuyện những ngày này chỉ có hắn đi tìm người khác gây chuyện vì cái gì bởi vì tất cả mọi người trong mong nhìn chằm chằm vào tam vương truyền thừa đều âm thầm chuẩn bị cố gắng ai muốn tại thời khắc mấu chốt này cùng thú nhỏ vương cái tên điên này liều mạng bỏ lỡ loại lương duyên kỳ ngộ này không có người tiểu thú vương này chính là lợi dụng cái tâm lý này của mọi người từ đó không kiên nể gì cả tạo lập thanh danh hai ngày sau đó tam vương truyền thừa mở ra ai muốn phí sức không có kết quả tốt ngăn cản hắn tiến vào. Lý Nhàn lắc đầu, đã đoán được tương lai. Từ sau khi Phương Nguyên giết Tiết Tam Tứ, ngay cả gã, trong lòng cũng kiên kỵ tiểu thú vương này. Trước đó, Phương Nguyên đánh đổ hoành mi bạo quân, phí lập, đều không khiến Lý Nhàn coi trọng. Nhưng sau khi Phương Nguyên bội ước, thừa cơ giết chết phi thiên hổ, lúc này Lý Nhàn mới ý thức được Phương Nguyên khó giải quyết. Sao vậy? Chính đạo tuyển chọn, bình thường chi nhân tài làm tứ đẳng. Đệ nhất đẳng là có tài có đức. Có tài hoa lại có phẩm đức, thượng đẳng nhất, có thể một mình chống đỡ một phương. Đệ nhị đẳng, có đức không tài. Mặc dù không có tài hoa, nhưng lại có phẩm đức. Có tấm lòng hiếu thuận thì sẽ nghe phụ mẫu nói. Có trung thành thì sẽ nghe đầu lĩnh. Có thành tính thì sẽ không bội ước. Vì có thể khiến người ta yên tâm, chí ít sẽ không ra sơ suất lớn. Lại nói phần lớn tài năng cũng có thể rèn luyện mà ra đệ tam đẳng có tài không đức mặc dù có tài hoa nhưng không có đạo đức có tài năng có thể đảm nhiệm chức vị nhưng dùng ở vị trí cao lại không yên lòng sợ một ngày nào đó bị phản bội đệ tứ đẳng thì là không tài không đức không có tài hoa cũng không có đạo đức không có giá trị lợi dụng dùng cũng không yên lòng xét ở bên trong ma đạo cái gì là người khó giải quyết nhất trong ma đạo đệ tứ đẳng không tài có đức ngươi không có tài năng lại phải để ý mỹ đức cuộc sống toàn nhờ vào hy vọng thường thường còn ai diệt ngươi ngươi đã tự hủy diệt bản thân mình đệ tam đẳng là không tài không đức mặc dù không có tài hoa nhưng cũng không có đạo đức chí ít có thể làm chút chuyện ti tiện hạ lưu kiếm miếng cơm ăn đệ nhị đẳng là có tài có đức có tài hoa có thể có phần cơm ăn nhưng đồng thời vẫn còn có đạo đức trong lòng còn có các loại trói buộc mình như dây thừng như hiếu thuận cung lương trung trinh ở bên trong hoàn cảnh ma đạo ngươi lừa ta gạt này loại người này thế nào cũng không thể sống vui sướng được mà để nhất đẳng thì là có tài không đức phương nguyên chính là người như vậy hắn có tài hoa quả thực là tài hoa hơn người tư chất của bản thân thì xuất chúng giáp đẳng tư chất không phải ai cũng có tiếp đó hắn có thiên phú chiến đấu có thể chiến đấu vượt cấp hoành mi bạo quân phí lập tiết tam tứ đều có tu vi cao hơn hắn lại đều chết thảm ở trong tay của hắn việc này đủ để chứng minh tất cả về sau hắn còn có khả năng kinh doanh ở trong thành thương gia hắn sống đến mức vui vẻ sung sướng mất mấy năm ngắn ngủi đã gây dựng một bộ cổ trùng cường đại phối hợp như thế một nhân vật có tài năng trác tuyệt như vậy nếu có đạo đức lý nhàn vẫn không cảm thấy khó có thể đối phó đến mức đó nhưng Phương Nguyên lại vẫn cứ là một người không có đức hạnh. Hắn đối mặt với Hồ Mị Nhi, thấy chết không cứu, căn bản không để ý tới sắc đẹp. Hắn ngang ngược vô lý, động một chút lại giết người, có thể nói là coi thường sinh mệnh. Hắn đánh giết ba người đám hoành mi bạo quân, nhiều lần biến đối thủ thành tương thịt, đó có thể thấy được hắn trời sinh tính bạo ngược hung tàn. Hắn còn lừa gạt tiết tam tứ, trước mặt mọi người bội ước, vẫn đắc ý, cái này càng đáng sợ hơn chứng minh rằng hắn làm việc không kiêng nể gì cả, làm việc không có chút giới hạn nào, phản bội một cách hết sức tự nhiên, căn bản không có một chút ấy nấy nào trong lòng. Lý Nhàn hiểu rất rõ ràng, nhân vật như tiểu thú vương, như thả hắn vào chính đạo, đặt vào bên trong hoàn cảnh hòa bình yên ổn ấy, nhất định bị người chung quanh xa lánh, chèn ép, khu trục, giam giữ. Nhưng nếu muốn ở ma đạo loại hoàn cảnh tàn khốc, trung chuyển bất an, cạnh tranh này, hắn chính là mảnh hổ lên núi, giao long vào biển chỉ cần số phận không quá kém tuyệt đối có thể có thành tựu to lớn nhân vật như vậy nếu ta sớm phát hiện nhất định trấn áp giết chết nhưng bây giờ phát hiện đã quá muộn đã quá muộn rồi trong lòng lý nhàn cảm khái phát ra tiếng thở dài thật sâu phương nguyên đã trưởng thành bên người lại có một vị bạn đồng hành tương trợ mặc dù lý nhàn có tu vi tứ chuyển cao cấp nhưng gã am hiểu buôn bán chứ không phải chiến đấu đương nhiên người tài ba còn có người tài ba hơn. Trên núi Tam Xoa, cũng có nhân vật có thể chém giết phương nguyên. Đó chính là mấy người khổng nhật thiên, Long Thanh Thiên, tứ đại ngũ chuyển cổ sư. Nhưng Lý Nhàn làm sao có thể chỉ huy động được nhân vật đỉnh cao như vậy? Hơn nữa, trong lúc bốn người này tương hổ, đều vào trạng thái ràng buộc lẫn nhau để giữ cân bằng một cách vi diệu. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều nhìn dán mắt vào tam vương truyền thừa, làm sao có thể đặt ý nghĩ ở chỗ khác khác. Hừ, tiểu yêu nữ này dụng ý không tốt. Vậy mà muốn khuyến khích Lý Nhàn ta đối địch với một nhân vật ma đạo khó giải quyết như vậy, làm sao có thể? Ta không chỉ sẽ không đắc tội hắn, ngược lại muốn cùng hắn thành lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Người trong ma đạo đều đặt lợi ích lên trên hết. Có điều, thú nhỏ vương giết tiếp tam tứ, cũng đắc tội một nhân vật. Phi thiên hổ bái một người cha nuôi, chính là bách tuế đồng tử tứ chuyển cao cấp. Những ngày gần đây, bách tuế đồng tử này vẫn luôn bế quan luyện cổ, lần này truyền thừa mở ra, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, rất có thể sẽ phải tìm hắc bạch song sát phiền toái. Ha ha ha! Ta âm thầm quan hệ thân thiết với tiểu thú vương, mặt ngoài thì sống chết mặt bay. Yên lặng nhìn bách tuế đồng tử cùng hắc bạch song sát hai hổ tranh chấp, sau đó lại thấy kết quả, tùy thời mà động. Mặc kệ kết quả như thế nào, Lý Nhàn cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Đây chính là Lý Nhàn. Đại gian thương trong giới ma đạo, am hiểu nhất chính là chiếm tiện nghi. Ào ào ào. Thủy triều chân nguyên tỏa ra màu vàng ống ánh, dưới sự điều đồng bằng tâm niệm của phương nguyên, cọ rửa bốn vách tường không khiếu. Cho dù là ở trên núi Tam Xoa, hắn cũng luôn chuyên cần không ngừng. Thực tế, tu vi của hắn chỉ có tứ chuyển sơ cấp, vốn chỉ là chân nguyên vàng nhạt, nhưng dưới sự hoàn mỹ của cửu nhãn tửu trùng, chân nguyên chất lượng đề cao một cái tiểu cảnh giới, trở thành chân nguyên màu vàng sáng sáng chói. Chân nguyên màu vàng sáng chói mang đến cho hắn lực chiến đấu cực lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng hắn liên tục đánh nổ ba vị tứ chuyển trung giai. Những ngày này, ta tạo dựng thanh danh. Sợ người hận ta sợ ta nhất định rất nhiều. Nhưng việc này thì có liên quan gì chứ? Ha ha, ta đang đi ma đạo thì phải như thế huống hồ nơi này cũng không phải địa cầu, sức mạnh cá nhân phụ thuộc vào tổ chức. Hoàn cảnh khác biệt, thì quy tắc trò chơi cũng khác biệt. Nếu trên địa cầu, cho dù đi ma đạo, cũng phải ít nhiều bận tâm phẩm đức. Bởi vì trên địa cầu, thực lực cá nhân trên lệch không lớn. Người trong ma đạo cũng chỉ có hợp sức lại mới có thể hoàn thành hùng đồ bá nghiệp. Qua hai ngày nữa, chính là ngày Tam Vương truyền thừa mở ra. Sẽ không có người tới tìm ta kiếm chuyện, thừa dịp này, trước tiên hợp luyện hoành trùng trực chàng cổ ra thôi phương nguyên có tinh thần chuẩn bị kế hoạch và an bài cho tương lai của mình lúc trước phương nguyên lựa chọn hoành trùng cổ trực chàng cổ làm cổ của mình thì đã cân nhắc đến tình cảnh lúc tứ chuyển hoành trùng cổ trực chàng cổ chính là hai thành phần lớn chủ yếu để hợp luyện hoành trùng trực chàng cổ lấy hai con tam chuyển cổ này làm chủ thể lại phụ trợ chân nguyên bản thân cổ sư một chút các loại phụ liều là có thể hợp luyện ra hoành trùng trực tràng cổ. Quá trình hợp luyện hoành trùng trực tràng cổ cũng không khó khăn. Phương Nguyên chuẩn bị khá đầy đủ, lại thêm bản thân, đạo bí phương này nên xác suất thành công cũng rất cao. Hai ngày sau đó, Phương Nguyên hợp luyện thành công, có được một con hoành trùng trực tràng tới cổ hoàn toàn mới. Khoảng cách công kích của hoành trùng cổ, trực tràng cổ chỉ có 100 bước hợp luyện thành hoành trùng trực chàng cổ thì khoảng cách công kích mở rộng ra, tăng tới 200 bước. Đồng thời thời gian giữa hai lần thôi động liên tiếp cũng rút ngắn còn một nửa thời gian ban đầu. Có điều, chân nguyên hao tổn lại tăng lên một chút. Đương nhiên điểm ấy chỉ là chút thiệt hại nho nhỏ, đối với phương nguyên có được cửu nhãn tử trùng cùng thiên nguyên bảo liên mà nói, cũng không tính cái gì. Tính toán hiện tại trong tay của ta đã có 6 con tứ chuyển cổ. Theo thứ tự là khổ lực cổ, hoành trùng trực chàng cổ dương cổ trong âm dương chuyển thân cổ cửu nhãn tử trùng phí lực cổ cùng cập huyết lô cổ các loại cổ còn lại nào là toàn lực dĩ phó cổ khí lực cổ kim cương cổ nhưng đều là tam chuyển cổ thời gian dần trôi qua đã không phù hợp yêu cầu của ta nữa rồi cổ trùng trong tay phương nguyên đại đa số vẫn là tam chuyển cổ bây giờ phương nguyên đã là tứ chuyển sơ cấp có được lượng kim chân nguyên trung cấp bởi vậy những cổ trùng này dần dần trở nên không thích hợp để dùng nữa đương nhiên cũng không phải là cổ trùng chuyển số càng cao càng tốt liền giống với cốt nhục đoàn viên cổ nó chỉ là tam chuyển nhưng chuyển số này có thể để cho càng nhiều cổ sư có thể sử dụng thì càng cho thấy rõ giá trị đặc biệt của nó thế nhưng tổng thể mà nói giữa cổ trùng và cổ sư chuyển số cần phù hợp với nhau là tốt nhất thì dùng mới có thể tiện tay phương nguyên tính toán một chút cổ trùng phải tăng lên cũng khá nhiều đứng mũi chịu sào chính là toàn lực dĩ phó cổ toàn lực dĩ phó cổ trong tay hắn chỉ là tam chuyển chỉ có thể thôi động hư ảnh thú lực tam chuyển muốn hợp luyện cho nó tăng chuyển số còn phải thu hoạch được trăm trận trăm thắng cổ trong tam vương truyền thừa vậy tạm thời trước mắt đặt qua một bên ký lực cổ cũng là cổ tam chuyển nhưng phương nguyên không có bí phương thích hợp cũng không có cách tiến hành bước kế tiếp tăng lên Tam chuyển kim cương cổ, phương nguyên tính toán hợp luyện đến tứ chuyển, trở thành kim chung tráo cổ. Dùng để tồn trữ tam chuyển đâu xuất hoa, có thể tăng lên tới tứ chuyển đâu xuất đăng cổ. Tự lực cánh sinh cổ cũng là tam chuyển nhưng đã đến đỉnh, không có bí phương thích hợp có thể đề thăng. Có điều nó mặc dù là tam chuyển, nhưng chỉ cần phương nguyên phát ra lực lượng cường đại, hiệu quả trị liệu của nó có thể đủ để so sánh cổ trị liệu tứ chuyển tình huống giống tự lực cánh sinh cổ và cốt nhục đoàn viên cổ liễm tức cổ dùng để phụ trợ cũng là tam chuyển mặc dù có thể tăng lên một bước nhưng phương nguyên dự định để một thời gian giai đoạn hiện nay hắn còn không cần liễm tức che giấu mình mà thiên nguyên bảo liên cũng là tam chuyển hiện tại trong tay phương nguyên đã có bí phương hợp luyện thiên nguyên bảo quân liên nhưng mà phải lấy được mấy cái nguyên tuyền mới có thể hợp luyện đây chính là hạng đại công trình phương nguyên cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống tính toán thế này toàn lực ứng phó cổ kim cương cổ đâu xuất hoa thiên nguyên bảo liên phương nguyên chỉ cần hợp luyện bốn loại cổ này nhưng thật ra không phải vậy phương nguyên đã từng vận dụng thiết cốt cổ cương cân cổ đồng bì cổ cải tạo bản thân những cổ này đều là tam chuyển cổ bây giờ phòng ngự hiệu quả trong lúc chiến đấu với tứ chuyển cổ sư lộ ra phần gượng gạo còn có bác đại thú ảnh trên người phương nguyên đều không phải là bắt nguồn từ tứ chuyển lực cổ. Bởi vậy những vật này đều cần phương nguyên tiến hành đổi mới. Bác đại thú ảnh trên người ta đều là giả thú bình thường. Chỉ có thay thế bọn chúng thành bưu lực hư ảnh, ngao lực hư ảnh mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất trong cảnh giới tứ chuyển. Phương Nguyên đã từng cảm thấy rất hứng thú với bưu lực của bên trong không khiếu của Tiết Tam Tứ. Nhưng Tiết Tam Tứ bị hắn đánh nổ thành một bãi thịt nát, cổ trùng trên người nàng ta cũng đều bị hủy. Đấu pháp của Phương Nguyên quá hung bạo. Động một chút lại đánh kẻ địch thành tương thịt. Mặc dù đây cũng là đặc sắc riêng về lực đạo của mỗi cổ sư, nhưng phương pháp này quá mức bạo lực, đến mức sau một trận chiến cổ trùng khó mà tồn tại được. Phương Nguyên thắng liên tiếp ba vị tứ chuyển ma đạo cổ sư, chỉ lấy được một con phí lực cổ. Ngay cả phí lực cổ này lại còn là phí lập chủ động đầu hàng, giao ra. Chẳng qua cổ sư muốn thu hoạch cổ trùng, về cơ bản đều là thông qua mua bán giao dịch, bồi dưỡng bắt giữ hoặc là hợp luyện nghịch luyện. Có rất ít cổ sư có thể thu được cổ trùng từ trong chiến lợi phẩm của mình. Thứ nhất là bởi vì cổ sư thủ đoạn quỷ bí nguy hiểm. Một khi xảy ra chiến đấu, song phương đều toàn lực xuất kích, vì an toàn của mình sẽ không nương tay. Như vậy, cổ trùng cũng sẽ bị vạ lây mà phá hủy. Thứ hai là cổ sư phá hủy cổ trùng của mình đặc biệt đơn giản chỉ cần một ý nghĩ là có thể để cho cổ trùng của mình tự bạo tiêu hủy muốn tăng hết mấy thứ này lên phải chịu gánh nặng đường xa phương nguyên cảm thán một tiếng từ trong động đi tới bạch ngưng băng đã đứng tại cửa hang nhìn qua đỉnh phong chờ đợi hắn phương nguyên theo ánh mắt của nàng cũng nhìn lên chỉ thấy trên đỉnh cao nhất tam tọa của núi tam xoa đều có một cột sáng to lớn xông lên trời xuyên thẳng lên tận trời cao khí thế mạnh mẽ, dường như chống đỡ lấy trời và đất. Tam vương truyền thừa, mở ra. Dựa vào lần truyền thừa này, bộ lực đạo cổ trùng này của ta đem có thể hoàn thiện đến cực đại. Phương Nguyên ánh mắt nóng rực, nhưng lại kiềm chế bất động. Mặc dù hắn chiến lực xuất chúng, nhưng bây giờ còn chưa tới phiên hắn ra sân. Sưu 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 sưu. Bốn đạo nhân ảnh, chia ra bốn phía đông nam tây bắc bắn mạnh lên rồi dừng lại giữa không trung, đứng song song với nhau khí tức của tứ chuyển đỉnh phong phát ra trực tiếp vị phía đông này là độc đạo cổ sư long thanh thiên mái tóc dài màu đen của ông ta màu da xanh biếc cặp đồng tử màu xanh ngọc bích yếu ớt lấp lóe giống như là đang đốt lên hai ngọn lửa âm lãnh vị phía tây này là chính đạo vũ gia gia lão võ thần thông tên lão uy vũ bá khí nhưng trên thực tế dáng người đơn bạc giống như là bệnh thư sinh sắc mặt tái nhợt thỉnh thoảng ho khan vài tiếng thân thể ở bên trong gió núi, dáng vẻ tự hồ như không chịu nổi. Phía nam, thì là ma đạo cường giả khổng nhật thiên. Người ông ta mặc hoa bào tựa vào hư không, khóe miệng cười mỉm, chung quanh bướm trắng nhẹ nhàng bay múa. Phía bắc là dực gia gia lão dực trùng. Toàn thân lão đều mọc đầy màu lam vảy cá, tạo thành mảnh giáp. Cái mũi cao cao nhô lên, hai tròng mắt to gấp đôi người thường, mái tóc đỏ rực như lửa trên đầu tung bay bắp thịt cả người lão quấn vào nhau, từng khối chồng lên nhau, dáng người thấp bé, thể trạng cực kỳ hùng tráng. Lưng của lão mọc ra một cái vây cá hình tam giác to lớn, giống như vây cá màu đen trên lưng cá mập. Bốn người này chính là cường đại nhất cổ sư hiện nay trong núi Tam Xoa. Tu Vi Tứ chuyển đỉnh phong chỉ cách ngũ chuyển một bước. Nếu như có thể tấn thăng ngũ chuyển, đó chính là đế vương trong hồng trần thế tục, chấp chưởng một chỗ, uy phong lại vang dội tứ phía, khí thế áp đảo tám hướng. Bốn người này ở bên trên núi Tam Xoa dằn có mấy tháng trời. Trong thời gian này cũng giao thủ không ít. Nhưng người nào cũng không làm gì được ai, hình thành cục diện hỗn chiến. Chính đạo võ thần thông, giật trùng mặt ngoài bình thản nhưng trong lòng không ưa nhau. Mà khổng nhật thiên, long thanh thiên vào lúc tình hình không ổn, cũng thỉnh thoảng hợp tác với nhau. Bốn người bọn họ chiếm cứ sơn động cao nhất, ở trên núi Tam Xoa là cổ sư gần cửa vào truyền thừa nhất. Bốn người xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt cổ sư cả tòa núi. Truyền thừa đang ở trước mắt, mặc kệ là vị nào đều kiềm chế tự mình động thủ. Dằn co được một lát, Khổng Nhật thiên lựa chọn Bạo Vương truyền thừa, Long Thanh thiên lựa chọn Tinh Vương truyền thừa, Võ Thần Thông thì lựa chọn Khuyển Vương truyền thừa. Ba đạo truyền thừa không liên quan gì đến nhau, nhưng cổ sư tứ chuyển đỉnh phong lại có bốn vị. Còn lại Dực Trùng, lão do dự một chút sau đó cuối cùng lựa chọn Bạo Vương truyền thừa. Cứ như vậy, trong bạo vương truyền thừa liền có hai vị cường giả là Khổng Nhật Thiên và Dực Trùng. Long Thanh Thiên lần này lựa chọn tính vương truyền thừa, lần trước chúng ta bại trong tay ông ta, nhất định phải tránh đi. Võ thần thông chính là nô đạo cổ sư, nghe nói quyển vương truyền thừa đã bị lão đã thông đến trung đoạn. Vào trong cái truyền thừa này, lão đã như cá gặp nước, có thể phát huy ra chiến lực vượt mức bình thường. Chúng ta lựa chọn quyển vương truyền thừa, chỉ sợ chỉ có thể uống canh thừa lão để lại thời điểm đám người nghị luận, một nhóm cổ sư đã leo lên đỉnh phong. Bọn họ đều là cổ sư tứ chuyển cao cấp, có người tướng mạo kỳ dị, có người hung thần ác sát, có người tướng mạo đoan trang, có người âm trầm lạnh lẽo. Trong đó có một vị đồng tử mặc áo màu đen, trước khi đi, nhìn xuống sườn núi, nhìn chầm chầm phương nguyên một đổi. Hừ, bách tuế đồng tử. Phương Nguyên cũng nheo hai mắt lại, tản ra khí tức nguy hiểm. Bách tuế đồng tử, cũng là lực đạo cổ sư, được Tiết Tam Tứ nhận làm cha nuôi, có thể nói là chỗ dựa của Phi Thiên Hổ. Phương Nguyên giết chết Tiết Tam Tứ, chính là đắc tội Bách Tuế Đồng tử. Thế nhưng, trước mắt Tam Vương truyền thừa sắp đến, Bách Tuế Đồng tử không có tâm tư tìm Phương Nguyên tính sổ. Có điều lần này một khi truyền thừa đóng lại, lão ta nhất định sẽ tìm Phương Nguyên khởi binh vấn tội. Phương Nguyên đối với chuyện này cũng không e ngại, ngược lại âm thầm chờ mong. Lấy chiến lực hiện tại của hắn, gần như vô địch trong đám tứ chuyển sơ cấp cổ sư phổ thông trung cấp cũng có thể chiến thắng nhưng mà tứ chuyển cao dai chính là thế lực ngang nhau cao hơn một tầng tứ chuyển đỉnh phong thì khó mà đối đầu chỉ là nhân vật cùng loại bọn người khổng nhật thiên muốn tiêu diệt phương nguyên cũng phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng tu vi của cổ sư đến cuối cùng chênh lệch một cấp càng lớn khiêu chiến vượt cấp sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn càng chưa nói tới vượt chuyển khiêu chiến theo phương nguyên có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú còn có một bộ tổ hợp lực lượng cổ trùng ưu tú vẫn chỉ có thể vượt một cấp chém giết trung giai cổ sư đương nhiên nếu như ta có thể đổi mới tất cả cổ trùng trong tay thành tứ chuyển thì nhất định sẽ có năng lực chiến thắng cổ sư cao cấp thậm chí có thể ngang sức ngang tài với tứ chuyển đỉnh phong tam vương truyền thừa ta đến rồi lúc này phương nguyên thôi động hoành trùng trực chàng cổ phóng tới sơn phong cổ sư tứ chuyển cao cấp đều tiến vào trong truyền thừa. Cục sáng dựng ở ba đường truyền thừa đã dần dần thu nhỏ lại rất nhiều. Trên núi Tam Xoa, một nhóm cổ sư tứ chuyển trung giai đang muốn tiến vào bên trong. Chợt thấy Phương Nguyên, Bạch Ngưng băng vọt lên, cùng nhau biến sắc, không hẹn mà cùng tránh ra thành một con đường. Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng băng đồng loạt vào khuyển vương truyền thừa. Một khắc bước vào cột sáng, Phương Nguyên lập tức cảm nhận được một cảm giác mất trọng lượng, khi tầm mắt của hắn đã ổn định trở lại hắn phát hiện mình đang đứng trong một khu vực trống trải nhìn xung quanh hắn chỉ thấy bầu trời là một mảnh tối tăm mờ mịt bên trên mặt đất nham thạch xám trắng tạo thành những mô đất thấp bé giống như những ngôi mộ mặt đất màu xám không được vì nhiêu cho lắm hơi khô và cứng những cọng cỏ nhỏ màu vàng mọc lưa thưa trời màu trắng đất màu xám cỏ khô màu vàng tạo thành ba màu sắc cho thế giới này ngoại trừ ba cái này ra dường như không còn màu sắc nào khác bên tai hoàn toàn yên tĩnh chuẩn xác mà nói phải gọi là tĩnh mịch không có gió không có lá cây sao động hay chim hót thú trống gì cả khi đặt mình vào trong đó người ta sẽ có cảm giác giữa trời đất này mình chỉ là một sinh linh lẻ loi trơ trọi ở đây cảm giác cô độc tịch mịch mờ mịt thậm chí là khủng hoảng nhanh chóng lan tràn trong lòng Mặc dù cùng tiến vào truyền thừa với Bạch Ngưng Băng, nhưng đến đây cũng chỉ có một mình Phương Nguyên. Tuy nhiên, hắn vẫn rất bình tĩnh. Đây chính là truyền thừa quyển vương. Hắn nhìn chung quanh, thấp giọng thì thầm. Truyền thừa Tam Vương có điểm khác biệt rất lớn với truyền thừa của những cổ sư ngũ chuyển khác. Truyền thừa ngũ chuyển bình thường, mặc kệ bố trí ở Trung Châu, Nam Cương, Bắc Nguyên, Đông Hải hay Tây Mạc, tất cả đều nằm bên trong một đại thế giới nhưng địa điểm tam vương bố trí truyền thừa lại mượn phúc địa cổ tiên năm đó khi tam vương khốn đốn trong lúc vô tình phát hiện truyền thừa do một vị cổ tiên thượng cổ lưu lại từ đó mới có thể quật khởi tam vương đều có kỳ tài nhưng trùng kích lục chuyển thất bại trước khi chết bọn họ đã bố trí truyền thừa của riêng mình trong phúc địa cổ tiên này bởi vậy khu vực mà phương nguyên đang ở không phải là đại thế giới mà phúc địa cổ tiên là một tiểu thế giới dựa vào đại thế giới mỗi một thế giới đều không có quy tắc chuẩn mực giống nhau tiến vào thế giới này tất phải tuân theo quy củ tương ứng mặc dù bạch ngưng băng cùng tiến vào truyền thừa với ta nhưng lúc này khẳng định đã bị tiểu thế giới phân công đến chỗ khác nhưng cũng không cần vội chỉ cần nàng ta và ta có thể xông ra từ một cửa kiểu gì cũng có thể chạm mặt phương nguyên biết rõ đây chính là quy tắc không gian đặc biệt của tiểu thế giới đồng thời còn không có chuẩn mực thời gian Tốc độ thời gian trôi qua ở đây, ước chừng gấp 3 bên ngoài. Chính giữa không khiếu của Phương Nguyên, Xuân Thu Thiền vẫn một mực ngủ say đã tỉnh lại, đồng thời tốc độ khôi phục nhanh gấp 3 so với bên ngoài. Xuân Thu Thiền lấy nước bên trong dòng sông thời gian làm thức ăn cho mình. Bên trong tiểu thế giới, dòng nước của dòng sông thời gian trôi nhanh gấp 3 lần bên ngoài. Điều này đã mang đến sự giúp đỡ rất lớn cho sự khôi phục của Xuân Thu Thiền. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói không phải là một tin tức tốt. Quy áp khi Xuân Thu Thiền khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, không khiếu tứ chuyển không có khả năng tiếp nhận. Truyền thừa khuyển vương đối với phương nguyên mà nói là một sự kỳ ngộ, đồng thời cũng là một con dao đòi mạng. Ở đây một ngày, bên ngoài ba ngày. Nhất định phải nhanh chóng hành động, tận lực tiết kiệm thời gian. Trong lòng phương nguyên đột nhiên sinh ra một cảm giác cấp bách. Cũng may hắn có trí nhớ của kiếp trước, hoàn toàn không xa lạ gì đối với truyền thừa khuyển vương của cổ sư ngũ chuyển. Nếu ta đoán không sai, gần đây hẳn có một con giả thú, Phương Nguyên vừa di chuyển vừa tìm kiếm bốn phía. Quẳng, quẳng, quẳng. Tiếng kêu bỗng nhiên truyền đến. Một con chó hoang gầy yếu, hai mắt lóe lên ánh sáng màu xanh đang chạy đến chỗ Phương Nguyên. Con chó này gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, miệng đầy răng vàng, chỉ cao đến bắp chân của hắn. Biểu hiện của nó rất hung mảnh, chắc chắn là đang rất đói, ngửi được mùi thịt trên người Phương Nguyên, nên liều lĩnh đánh tới. Phương Nguyên khẽ cau mày. Loại chó hoang này rất bình thường. Ngay cửa thứ nhất đã gặp phải nó, xem ra vận khí hôm nay không được tốt. Hắn đứng im tại chỗ, mặc cho con chó hoang chạy đến. Theo hoàn cảnh trước mắt, cổ trùng trên người Phương Nguyên không tiện điều động, chỉ có thể vận dụng cổ ngự khuyển nhất chuyển. Điều này cũng là do quy tắc bên trong hạn chế. Khuyển vương cải tạo phúc địa cổ tiên, để cổ sư mỗi lần chỉ có thể mang một cổ ngự khuyển nhất chuyển vào mà thôi, những cổ trùng còn lại đương nhiên không thể vận dụng tuy nhiên ngoại trừ xuân thu thiền xuân thu thiền là cổ lục chuyển cổ trùng đạt đến lục chuyển mặc kệ là đại thế giới hay là tiểu thế giới đều chỉ có một con duy nhất xuân thu thiền không phải phàm vật mà là cổ tiên cho dù bên trong phúc địa cũng có thể sử dụng một cách tùy tâm sở dục không chỉ có truyền thừa khuyển vương tin rằng truyền thừa bạo vương tính vương cũng giống như vậy khi đám cổ sư bước vào truyền thừa chỉ có thể vận dụng cổ ngự khuyển cổ chỉ hạt và cổ bạo trứng nhất chuyển mà thôi mắt thấy con chó đang xông về phía mình phương nguyên kịp thời thôi động cổ ngự khuyển bên trong không khiếu cổ ngự khuyển giống như ngọc thạch chỉ lớn bằng ngón tay cái ngoại hình của nó cực kỳ giống đầu chó phương nguyên chỉ rót vào một giọt chân nguyên cũng đủ thôi động cổ ngự khuyển này rồi cổ ngự khuyển hóa thành một luồng ánh sáng ngọc mãnh liệt bắn ra trong nháy mắt từ thực hóa hư ngay sau đó, nó dùng thế xếp đánh không kịp bưng tay bắn vào cơ thể con chó hoang. Con chó hoang kêu lên một tiếng, giống như bị trọng thương, lập tức ngã xuống. Bởi vì quán tính, khi nó ngã xuống đất, vẫn lan tròn đến dưới chân Phương Nguyên. Dừng lại một chút, con chó hoang đột nhiên bò dậy. Nhưng lần này nó không nhe nanh với Phương Nguyên nữa, mà ngoan ngoãn nằm dưới đất, lay động cái đuôi với hắn. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động. Con chó hoang lập tức đứng dậy màu lông trên người con chó xám xịt nhưng không hề có vết thương cổ ngự khuyển lao thẳng vào hồn phách của nó cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho cơ thể của nó bốn chân nó chạm đất đầu chỉ ngang chính giữa bắp chân phương nguyên phương nguyên quan sát thật kỹ không khỏi lắc đầu đây là một con chó hoang rất bình thường sức chiến đấu chẳng có gì đặc sắc nhưng cũng vì vậy mới khiến cho phương nguyên dễ dàng hạ cổ ngự khuyển với nó bất kể thế nào tiếp theo ta cũng phải nhờ nó để qua cửa thứ hai trong lúc phương nguyên đang suy nghĩ một luồng sức mạnh đột nhiên giáng xuống bao trùm toàn thân của hắn một lát sau toàn thân của hắn không thể động đậy trước mặt hắn bích mang lóe lên cổ ngự khuyển thứ hai xuất hiện phương nguyên biết đây là sự ban thưởng của truyền thừa cho hắn cũng là chìa khóa thông qua cửa thứ hai hắn vội vàng luyện hóa cổ trùng cổ ngự khuyển này chỉ là nhất chuyển vì thế luyện hóa cực kỳ dễ dàng. Một khắc phương nguyên luyện hóa xong, thu vào bên trong không khiếu, soạt một tiếng, hắn biến mất ngay tại chỗ, bị luồng sức mạnh thiên địa chuyển đến một chỗ khác. Nơi này vẫn là một nơi hoang dã như cũ, trời đất xám trắng, cỏ màu vàng. Phương Nguyên đứng trên một mô đất thấp bé. Chung quanh mô đất có ba con chó hoang. Bọn chúng đều gầy như que củi, có hai con đang cúi đầu tìm kiếm thức ăn trong bụi cỏ. Con thứ ba hơi già, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Khi Phương Nguyên xuất hiện, lập tức kích phát sự điên cuồng của ba con chó. Bọn chúng giống như bị điện giật, từ ba hướng chạy đến Phương Nguyên. Con chó đầu tiên của Phương Nguyên dường như bị kích phát hung tính. Dưới sự chỉ huy của hắn, nó phun bốn cái móng vuốt đánh tới một con chó hoang. Nhưng nó chỉ có thể ngăn cản được một con. Rất nhanh, con thứ hai đã vọt đến bên cạnh hắn. Phương Nguyên dùng lại chiêu cũ sử dụng cổ ngự khuyển thứ hai thuần hóa con chó con chó hoang thứ ba lao đến phương nguyên nhất tâm nhị dụng đồng thời chỉ huy hai con chó đối chiến nếu đổi ngược là cổ sư bình thường chưa quen thuộc việc khống chế khuyển thú lúc này điều khiển hai con chó tác chiến nhất định sẽ chống đỡ không được được cái này mất cái kia nhưng phương nguyên lại không chút khẩn trương vẫn rất thành thạo điêu luyện hắn có ký ức của 500 năm trước kinh nghiệm lão luyện đã từng chỉ huy không ít đàn thú tác chiến nhất là bầy dơi máu trong truyền thừa huyết hải. Kiếp này, vì truyền thừa tam xoa, hắn đã tập luyện mấy tháng ở thành thương gia, đặc biệt dùng để thao tác khuyển thú. Cuộc chiến theo đúng hướng Phương Nguyên mong muốn. Nhưng Phương Nguyên lại cau mày, con chó hoang thứ nhất, tình huống sức khỏe không được tốt. Nếu cứ như vậy, cho dù ta thắng, cũng chỉ còn một con chó hoang. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu chỉ huy hai con chó vừa đánh vừa lui. Cuối cùng, phương nguyên thành công sáp nhập hai chiến đoàn thành một chỗ như vậy lại càng khiến cho áp lực chỉ huy của hắn tăng lên gấp bội nhưng đồng thời cũng xác lập ưu thế cực lớn hai con chó hoang trong tay phương nguyên phối hợp rất tinh chuẩn nhưng địch nhân của chúng cũng không kém không bao lâu sau trận chiến đấu thảm khốc đã kết thúc trên mặt đất có thi thể của hai con chó hoang máu tươi chảy đầy đất phương nguyên khống chế hai con chó hoang đứng trên mặt đất toàn thân đều là vết thương thương thế con đầu tiên tương đối nặng con thứ hai đỡ hơn một chút cuộc chiến vừa mới kết thúc sức mạnh thiên địa một lần nữa phủ xuống bao trùm phương nguyên và hai con chó hoang của hắn tầm mắt thay đổi cảm giác mất trọng lượng một lần nữa lan khắp toàn thân phương nguyên tiến vào vòng thứ ba rồi phương nguyên bắt đầu quan sát chung quanh lần này hắn đang đứng trên đỉnh mô đất bị sáu con chó hoang bao vây sáu con ánh mắt phương nguyên ngưng lại cảm nhận được một chút áp lực trong tay hắn chỉ có hai con chó binh lực đối phương gấp ba đồng thời hai con chó của hắn còn bị thương không để cho hắn có thời gian suy nghĩ sáu con chó hoang ngay từ lúc phát hiện ra hắn con nào cũng chảy nước bọt triển khai công kích hai mắt phương nguyên bỗng nhiên sáng lên hắn nhìn thấy một cái hố nhỏ vội vàng thả người nhảy xuống khi hắn nhảy vào trong hố hắn dựa lưng vào vách đá rắn chắc xếp hai con chó hoang đằng trước sáu con chó hoang điên cùng vọt tới kéo dài khoảng cách với nhau hai con khỏe mạnh đi đầu sông lên mô đất bốn con còn lại bị tàn tật thì ở đằng sau nhìn cảnh tượng này phương nguyên thở vào một hơi nếu sáu con chó đều còn khỏe mạnh hắn sẽ không có cơ hội để thắng nhưng bây giờ dựa vào địa thế này còn có khả năng khống chế tinh diệu của hắn hắn có lòng tin vượt qua vòng này tiến vào vòng tiếp theo go 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 tiếng chó sủa không ngừng vang lên mấy chục con chó hoang chém giết cùng một chỗ. Số lượng một bên đông, nhưng trận thế lỏng lẻo. Lượng thưa thất hơn, nhưng trận thế chặt chẽ, đồng thời ở giữa còn có chiến thuật yểm hộ, rút lui, đột kích. Phương Nguyên đứng trên gò núi cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ chiến trường, đồng thời dụng tâm chỉ huy. Đây là vòng thứ 10 của hắn trong truyền thừa khuyển vương. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của hắn và sự hiểu biết đối với truyền thừa khuyển vương, hắn một đường sông tới, vô kinh vô hiểm. Cuộc chiến kéo dài thêm một chén trà, lúc này mới kết thúc. Toàn bộ chiến trường đều là chó hoang, có 18 con, đều do Phương Nguyên cực khổ huấn luyện được. Phương Nguyên nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi. Mỗi một vòng của truyền thừa khuyển vương đều là một sự khiêu chiến, độ khó tăng lên gấp mấy lần. Lần này ta sử dụng 27 con chó hoang, khi sinh mất chín con chống lại 60 con chó hoang, lúc này mới có thể qua vòng. Bình tĩnh nhìn lại, trong quá trình này vẫn còn một chút mạo hiểm nho nhỏ. Tam vương đều là cổ sư ma đạo. Truyền thừa ma đạo trước giờ vẫn khốc liệt, tôn trọng quy tắc cạnh tranh không sống mống chết. Một vòng này đủ để đánh rớt rất nhiều người muốn trộm đồ. Trên núi Tam Xoa có vô số cổ sư ma đạo, chính đạo. Mỗi một lần truyền thừa Tam Vương mở ra, một lượng lớn cổ sư sẽ tràn vào, muốn tìm kiếm vận may. Nhưng truyền thừa Tam Vương, mặc kệ cái nào cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Tam Vương vì lựa chọn ra người thừa kế thích hợp nhất, độ khó khi bố trí cửa ải cũng rất cao. Bên trong Tam Vương, Khuyển Vương là cổ sư nô đạo, Tính Vương là cổ sư luyện đạo, Bạo Vương là cổ sư viêm đạo. Bọn họ lựa chọn truyền nhân, tất nhiên cũng muốn lưu lại những thứ này. Độ khó của 10 vòng đầu đủ để đào thải phần lớn cổ sư bàn đạo. Đến vòng thứ 30 sẽ không còn cổ sư bàn đạo nữa Đến vòng thứ 50 Có thể còn trụ lại đều là tinh anh Thiên tài mà thôi Đến vòng thứ 70 Còn lại sẽ là cường giả có nội tình thâm hậu Có thể vọt đến vòng thứ 90 Tuyệt đối không còn mấy người Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay Nhất là vòng từ 90 đến 100 Độ khó của 10 vòng cuối này cực lớn Khó như lên trời Ngay cả loại yêu nghiệt như Phương Nguyên Cũng khó mà qua được truyền thừa tam vương kiếp trước kéo dài gần 10 năm, thu hút rất nhiều nhân vật ma đạo, chính đạo, anh hùng kiêu hùng. Hiện tại truyền thừa tam vương xuất hiện còn chưa đến một năm, vẫn thuộc về giai đoạn đầu. Rất nhiều người có thể qua được mười mấy cửa đã rất đáng gờm rồi. Đến giai đoạn giữa, người qua được 50 cửa sẽ không còn nhiều, đành phải giao lưu kinh nghiệm, tổng kết ra rất nhiều quy luật. Đến giai đoạn cuối cùng, đa phần đều bị loại tại vòng thứ 70 đến 80. Chỉ có cực ít người có thể tiếp tục chiến đấu tại vòng thứ 90. Những người này phần lớn đều là cổ sư ngũ chuyển. Mỗi một hành động của bọn họ đều thu hút ánh mắt của mọi người. Đến khi kết thúc, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều bóng người thần bí của cổ tiên lục chuyển. Phần lớn Phương Nguyên nhớ rất rõ ràng, đương nhiên cũng vẫn có chỗ còn mơ hồ, nhưng chỉ là việc nhỏ, không đáng kể. Hắn hiểu rất rõ truyền thừa Tam Vương. Hắn biết thực lực của mình, mặc kệ truyền thừa nào tuyệt không xông qua được vòng thứ 90. Sau vòng thứ 90, chỉ có cổ sư ngũ chuyển mới có hy vọng thông qua cửa ải. Phương Nguyên biết, hắn muốn tu hành đến ngũ chuyển rất khó. 10 năm tuyệt đối không đủ. Điều này không những nằm ở nguyên nhân, cổ sư càng gần đến hậu kỳ, tu hành càng thêm khó khăn, đồng thời cũng là vì xuân thu thiền. Bên trong phúc địa cổ tiên, tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, như vậy lại càng gia tăng tốc độ khôi phục cho xuân thu thiền. Chuyện này đối với hắn mà nói, là một uy hiếp tiềm ẩn rất lớn. Sức mạnh thiên địa một lần nữa giáng xuống, tầm mắt Phương Nguyên lóe lên. Khi tầm nhìn đã ổn định, hắn phát hiện hắn đã được chuyển đến một chỗ xa lạ. Chỗ này khác với 10 vòng đầu. Trước mắt hắn tràn ngập sương mù màu xám, không phân biệt được phương hướng. Ngoại trừ xuân thu thiền lục chuyển, tất cả cổ trùng khác đều không thể thôi động. 19 con chó hoang vây quanh hắn. Nhưng lúc này cổ ngự khuyển cũng chỉ còn lại mối liên hệ như có như không. Nhưng Phương Nguyên cũng không hoảng hốt. Hắn biết rất rõ, bắt đầu từ vòng thứ 10, truyền thừa sẽ cho người khiêu chiến lựa chọn một quyền lợi. Hắn vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, rất nhanh phân biệt ra được. Bên tay trái có một luồng quang ảnh màu da cam, giống như có người đang cầm đèn lồng bước đến, đồng thời còn có tiếng chó sổ vang dội. Phía trước xuất hiện một bóng người màu đen, như ẩn như hiện, như gần như xa. Phía tay phải của hắn, chỗ sâu trong lớp sương mù màu xám, một luồng điện quang màu lam đang lấp lóe. Ánh sáng màu da cam đại diện cho chó cúc hoa thu điền. Loại chó này biết đoàn kết hơn so với loài chó hoang bình thường trong tay ta, rất dễ điều khiển, chiến thuật phối hợp tinh diệu hơn. Điện quang màu lam hẳn là chó điện văn. Tốc độ chạy của loài chó này gấp hai lần chó bình thường. Bóng người màu đen đại diện cho đối thủ tiếp theo, hẳn là một vị cổ sư. Phương Nguyên suy nghĩ, đây là sự nhắc nhở của truyền thừa quyển vương cho hắn người tiến vào đầu tiên hai mắt như mù chỉ có thể lần mò qua cửa không thể lựa chọn thứ có lợi nhất cho mình nhưng phương nguyên cũng biết rất rõ mặc kệ là chó cúc hoa thu điền chó điện văn hay là cổ sư tất cả đều là khiêu chiến đồng thời là kỳ ngộ phương nguyên chỉ hơi suy nghĩ một chút sau đó bỏ qua hướng hai bên trực tiếp đi thẳng về phía trước hắn càng đi về phía trước sương mù màu xám lại càng mỏng, tầm mắt cũng rõ ràng hơn. Đồng thời, mối liên hệ giữa hắn với 19 con chó cũng càng mạnh hơn. Nhưng sương mù màu xám chi phối hai bên lại càng dày đặc. Hàng bất lưu đứng vững bất động, lặng lặng nhìn một người đang đi tới trong đám sương mù. Hàng bất lưu là một cổ sư chính đạo 48 tuổi, tu vi tứ chuyển trung giai, đã tiến vào truyền thừa khuyển vương nhiều lần. Vì thế, y có sự hiểu biết không ít đối với với truyền thừa khuyển vương khi nhìn thấy phương nguyên trong đám sương mù màu xám dần dần đi về phía y y lập tức nhận ra đây chính là đối thủ của mình nhưng y vẫn không hề bối rối y là cổ sư nô đạo trong truyền thừa khuyển vương cứ như cá gặp nước trong hoàn cảnh đặc biệt này tích lũy của cổ sư trước đó cũng thành con số không chỉ có thể sử dụng cổ trùng dùng trong truyền thừa tiến hành chiến đấu cao thấp giữa tu vi cũng thu nhỏ lại người này thật sự bất hạnh lại gặp phải ta ta chỉ cần chịu chút tổn thất nhỏ cũng có thể đánh bại người này, sau đó xông đến cửa 12, khởi xướng xung kích. Hàng bất lưu rất có lòng tin đối với mình. Lần trước y có thể vượt qua vòng 21. Thành tích như vậy đủ để đứng số một số 2, thậm chí còn siêu việt hơn rất nhiều cổ sư tứ chuyển cao giai hay đỉnh phong. Phương Nguyên bước ra khỏi đám sương mù, biểu hiện vẫn bình thản. Nhưng con người hàng bất lưu lại co rụt lại. Là tiểu thú vương trong lòng y đột nhiên cảm thấy kinh hoảng. Mặc dù Phương Nguyên đến núi Tam Xoa không lâu, nhưng hắn có thể dùng tu vi tứ chuyển sơ giai của mình giết chết ba vị cổ sư tứ chuyển trung giai, có thể nói hung danh lan rất xa. Hàng bất lưu cũng là trung giai, nhưng y biết, luận chiến lực, y không bằng đám người phi thiên hổ. Nhưng rất nhanh, hàng bất lưu đã kịp phản ứng, nơi này không phải bên ngoài mà là phúc địa cổ tiên. Ở vòng này, hai bên chỉ có thể vận dụng cổ ngự khuyển bộ cổ trùng của tiểu thú vương không thể dùng được rồi. Hắn đi theo lực đạo, còn trẻ như vậy, làm sao có được tạo nghệ trên con đường nô đạo chứ? Hai mắt hàng bất lưu bắn ra ánh sáng vui mừng và tham lam. Y rống to trong lòng, ha ha, đây chính là cơ hội trời ban. Giết chết tiểu thú vương, thanh danh của ta có thể đại chấn. Đoạt được cổ trùng của hắn, ta có thể bán được rất nhiều nguyên thạch. Đám chó hoang đó cũng thuộc về ta truyền thừa chính đạo ôn hòa bình thường sẽ không chết người có đôi khi cho dù có thất bại cũng có thể có được thu hoạch nhưng truyền thừa quyển vương lại là truyền thừa ma đạo ở đây giết người tử vong là chuyện bình thường quan trọng nhất bên trong phúc địa cổ tiên cổ trùng của cổ sư không vận dụng được điều này đồng nghĩa với việc khi cổ sư chết cũng không thể vận dụng ý niệm dẫn bạo cổ trùng trong cơ thể cổ sư núi tam xoa trong lúc tranh đấu đã phát hiện được điều này Điều này dẫn đến số lượng thương vong của cổ sư trong truyền thừa tăng vọt. Bên ngoài, trước khi cổ sư chết, nhất định sẽ dẫn bạo cổ trùng của mình, không lưu lại cho kẻ địch. Người có được lợi ích trong cuộc chiến sẽ rất ít. Nhưng ở đây, nếu cổ sư chết, cổ trùng lưu lại sẽ còn nhiều. Điều này lại càng khiến mọi người phạm tội nhiều hơn. Hàng bất lưu giết phương nguyên, cổ trùng của phương nguyên sẽ vẫn còn. Chiến lợi phẩm to lớn như thế khiến sát cơ hàng bất lưu nổi lên tâm niệm y vừa động, 11 con chó hoang đồng loạt đánh tới Phương Nguyên. Gâu gâu gâu. Đám chó phát ra tiếng kêu hung tàn, khí thế như hồng. Mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc. Đợi đám chó hoang chạy đến trước mặt mình, hắn mới thản nhiên vung tay lên. Dưới cái phất tay của hắn, 19 con chó hoang từ bên trong sương mù vọt ra. 19 con. Hàng bất lưu mở to mắt, thiếu chút nữa trong mắt đã rớt xuống. Tại sao lại nhiều như vậy chứ, trong lòng y tràn ngập nghi hoặc. Bản thân y là cổ sư nô đạo, kinh nghiệm chỉ huy chó hoang rất phong phú. Y dùng hết sức của mình xông qua vòng thứ 10, giữ lại được 11 con chó hoang. Tiểu thú vương là cổ sư lực đạo, tại sao trong tay lại có đến 19 con? Còn nhiều hơn hàng bất lưu đến 8 con. Tạo nghệ nô đạo của hắn mạnh đến cỡ nào chứ? Không, tuyệt đối không thể nào. Hắn chỉ gặp may thôi, nếu không làm sao có thể giữ lại nhiều chó hoang như thế. Tiếp theo mới là so đấu thật sự, để cho ngươi thấy cái gì gọi là nghệ thuật chỉ huy của cổ sư nô đạo. Hàng bất lưu trấn định tinh thần, rất nhanh tràn đầy đấu chí. Y cho rằng, tiểu thú vương còn trẻ như thế, cho dù được xem là thiên tài, cũng không có khả năng đồng thời phát triển được lực đạo và nô đạo. Ừm, có sơ hở. Phương Nguyên vẫn chăm chú nhìn đối thủ của mình. Thấy biểu hiện của hàng bất lưu biến ảo, hắn lập tức nắm lấy chiến cơ quả quyết điều động những con chó hoang mạnh nhất tạo thành mũi tên công kích sau một khắc những mũi tên này bỗng nhiên tách trận hình của đối phương ra không ổn rồi hàn bất lưu vội vàng muốn điều động chó hoang nhưng làm sao phương nguyên có thể lưu lại cơ hội cho y chứ những con chó hoang còn lại hình thành hai đường vòng cung bọc đánh một trái một phải trong nháy mắt đoạt quyền khống chế cục diện vào trong tay mình đây là một trận chém giết thảm khốc Hàng bất lưu đang nghe truyện trên TV audio CV cực lực ngăn cản, cố gắng lật lại cục diện, nhưng lần nào Phương Nguyên cũng đoán được tính toán của Y, phá tan chiến thuật của Y, để Y mỗi lần phản kháng đều bị trấn áp, mỗi lần cố gắng đều trở thành công cốc. Sau nửa canh giờ, giữa sân chỉ còn lại 8 con chó, tất cả đều là của Phương Nguyên. Sắc mặt hàng bất lưu trắng bệch, đầu ván mắt hoa đứng im tại chỗ. Bịch. Y bỗng nhiên quỵ xuống, lớn tiếng cầu xin Phương Nguyên, tiểu thú vương đại nhân ta van ngươi tha cho ta một mạng ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngươi ngươi là thiên tài là thiên tài yêu nghiệt ta và ngươi giao chiến cũng chỉ là bất đắc dĩ tạo nghệ nô đạo của ngươi khiến ta bội phục tiểu thú vương đại nhân từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân của ta a à, là như thế sao nhưng ngươi bảo ta làm sao mà tin vào thành ý của ngươi chứ trừ phi ngươi có thể chủ động cho ta gieo xuống cổ nô lệ phương nguyên mỉm cười đồng thời chỉ huy tám con chó hoang bao vây hàng bất lưu sắc mặt hàng bất lưu hiện lên sự bối rối đại nhân bên trong phúc địa cổ tiên cổ sư không thể vận dụng cổ trùng của mình hơn nữa ta cũng không có cổ nô lệ vậy ta cũng không còn cách nào phương nguyên lạnh lùng vung tay lên tám con chó hoang đồng thời nhào đến phương chính đại nhân đừng mà hàng bất lưu bắn người lên kinh hoàng kêu to, muốn chạy trốn. Nhưng đã muộn, tám con chó hoang đồng thời bao vây, mở to cái miệng rộng và răng nanh bén nhọn của chúng cắn xé cơ thể của y. Hàng bất lưu phát ra tiếng kêu đau đớn, nổi điên vung cánh tay, lăn lộn trên mặt đất. Không được. Cho dù y có cổ phòng ngự băng cơ, thiết cốt, da đồng, nhưng bên trong phúc địa cổ tiên này, bọn chúng đều không sử dụng được, suy yếu cực kỳ. Phương Chính, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi ngươi bên trong tiếng nguyền rủa gào rú da thịt hàng bất lưu bị chó cắn rách tả rơi trong mắt bị cào nát máu chảy xuống lộ ra xương cốt trắng bệt bên trong phương nguyên lẳng lặng đứng nhìn cho đến khi hàng bất lưu hoàn toàn chết hẳn không còn nhúc nhích hắn nhẹ nhàng phất tay tám con chó lập tức ngừng lại thối lui sang hai bên nhường một con đường cho hắn trên người bọn chúng dính đầy máu còn có xương cốt lông tóc da thịt nát bấy của hàng bất lưu khi thể của hàng bất lưu đã hoàn toàn thay đổi nhưng phần bụng vẫn còn nguyên vẹn vì phương nguyên cẩn thận bảo vệ phần này phương nguyên đặt bàn tay vào phần bụng của hàng bất lưu dùng tinh thần dò xét không khiếu đây là không khiếu tứ chuyển trung dai nhưng vì hàng bất lưu đã chết cho nên không khiếu của y đang bị khô héo bị quy tắc phúc địa áp chế tất cả cổ trùng của y đều không nhúc nhích lẳng lặng nằm trong biển chân nguyên nhàn nhạt có khoảng chừng năm con cổ đều là nô đạo trong đó có hai con tứ chuyển. Phương Nguyên xem xong, sau đó lấy chúng ra, nhẹ nhàng luyện hóa rồi thu vào trong không khiếu của mình. Toàn bộ quá trình, hắn hoàn toàn không điều động Xuân Thu Thiền. Quy tắc phúc địa không hề ước thúc hắn, ngược lại còn trợ giúp hắn dễ dàng luyện hóa đám cổ này. Quyển vương dường như cổ vũ các cổ sư giết chóc nhau. Sự tàn khốc của truyền thừa ma đạo có thể nhìn thấy được lốn đốn. Phương Nguyên giết hàng bất lưu, trong tay chỉ còn lại bảy con chó hoang. Vừa nãy, khi hàng bất lưu vùng vẫy dãy chết, y đã giết chết con chó có thương thế nặng nhất. Người đứng ở ranh giới tử vong, thường hay bộc phát sức mạnh mãnh liệt nhất. Phương Nguyên nhìn bảy con chó hoang, ánh mắt bình tĩnh có chút tiếc nuối. Chỉ còn bảy con, con nào cũng bị thương. Muốn vượt qua vòng tiếp theo, độ khó tăng lên không ít. Nhưng ta cũng đã có thu hoạch, tổn thất mất 12 con chó cũng không phải vô nghĩa. Chó hoang có thể nhìn thấy được khắp nơi trong những khu rừng bên ngoài. Có thể dùng 12 con chó hoang đổi lấy hai con cổ tứ chuyển, ba con cổ tam chuyển, vụ mua bán này khá có lời. Truyền thừa Tam Vương không chỉ là bảo vật truyền thừa, đồng thời cổ sư tiến vào phúc địa đều là những tòa bảo tàng di động. Giết bọn họ, đoạt cổ trùng, tất có thể làm lớn mạnh bản thân. Sức mạnh thiên địa giáng xuống, phương nguyên cười lạnh, sát cơ trong lòng dâng lên sương mù một lần nữa xuất hiện trước mặt của hắn. Phương Nguyên nhìn hai bên. Phía trước là một bóng người màu đen, đại diện cho cổ sư địch nhân. Bên tay trái cũng là một đoàn bóng đen, nhưng mép bóng đen có một ngụm gai nhọn nhô ra. Bên tay phải là quan ảnh màu da cam, cũng giống như lần trước, đại diện cho chó cúc hoa thu điền. Bây giờ ta chỉ có bảy con chó hoang, chiến lực không đủ, không thể lựa chọn cổ sư làm đối thủ, phong hiểm quá lớn. Bên tay trái là chó nhím, toàn thân mọc đầy gai nhọn, năng lực công kích mạnh gấp đôi chó bình thường. Bên phải là chó cúc hoa thu điền. Con ngươi phương nguyên đảo một vòng, sau đó chuyển hướng sang bên phải. Mặc dù lực công kích của chó nhím tương đối mạnh, nhưng muốn vượt qua vòng này, tổn thất nhất định sẽ nặng nề. Bảy con chó hoang trong tay phương nguyên, con nào cũng bị thương. Một khi bị gai nhọn đâm thủng nội tạng, chúng sẽ chết ngay. Phương Nguyên có kinh nghiệm, vì thế hắn cảm thấy chó nhím khá phiền phức. Hắn không có chó thiết giáp, chó âm, không nhất thiết phải mạo hiểm thì không cần mạo hiểm. Đây là những kinh nghiệm quý báu. Trong giai đoạn đầu của truyền thừa, đám cổ sư đều tận lực ẩn tàng. Người nào rơi xuống hố, ăn thịt, cũng chỉ ước gì người khác rơi xuống hố giống như mình. Phương Nguyên bước đi, sương mù trước mắt càng lúc càng nhạt. Bảy con chó tập tỉnh bước đi bên cạnh hắn. Bọn chúng đánh theo hướng Phương Nguyên chỉ dẫn, con nào cũng bị thương. Nhất là trận kịch chiến với hàng bất lưu, lực sinh mệnh và sức chiến đấu của bọn chúng đã bị tiêu hao rất nhiều. Cổ ngự khuyển xuất hiện từ không trung, rơi xuống tay Phương Nguyên. Khi sương mù hoàn toàn biến mất, Phương Nguyên thu được 20 cổ ngự khuyển, đều là nhất chuyển. Cổ ngự khuyển rất khó thu lại. Nó tồn tại bên trong hồn phách của con chó. Khi con chó chết đi, hồn phách tiêu tan, cổ ngự khuyển cũng mất theo. Cho dù cổ sư có mang theo rất nhiều cổ ngự khuyển vào truyền thừa, cũng không làm nên việc gì sức mạnh bên trong phúc địa sẽ lấy sạch cổ ngự khuyển trong tay cổ sư chỉ để lại một con mà thôi qua mấy lần đám cổ sư đều đã có kinh nghiệm khoảng năm sáu chục con chó cúc hoa thu điền xuất hiện trước mặt phương nguyên lông đám chó này có màu da cam giống như màu của võ quyết hai tay thật dài rủ xuống che mất lỗ tai đồng thời bên trên bộ lông còn có hoa văn giống như hoa cúc hình thể bọn chúng cũng không khác gì chó hoang bình thường thậm chí còn thấp bé hơn nhưng sắc mặt phương nguyên lại thay đổi chó cúc hoa thu điền trời sinh rất giỏi phối hợp số lượng càng nhiều lại càng mạnh vị trí hắn đang đứng hoàn toàn không tốt ở thế đất bằng hắn không thể dựa vào đất hình để tác chiến nếu chỉ dựa vào bảy con chó hoang còn lại rất dễ dàng bị đàn chó kia thôn tính đến cuối cùng kết cục của phương nguyên sẽ không hơn gì hàng bất lưu nhất định phải chạy đến gò núi đó chăm chú nhìn chỉ một hô hấp phương nguyên đã nhìn thấy rõ địa hình không hề do dự hắn chạy thẳng đến chỗ gò núi hắn chạy được năm bước chó cúc hoa thu điền cũng phát hiện ra được hắn ô ô ô bọn chúng phát ra tiếng tru dài rất nhiều con chó cúc hoa thu điền ngửa cổ cùng nhau hô ứng nhất thời tất cả chó cúc hoa thu điền đều tự động kết hợp cùng một chỗ tạo thành thế công như dòng sông đánh tới phương nguyên tình huống như thế nếu là chó hoang hoặc chó điện văn chó nhím tuyệt đối sẽ không phát sinh trừ phi có chó vương chỉ huy nhưng ý thức đoàn kết của chó cúc hoa thu điền rất mạnh không có sự điều khiển của chó vương bọn chúng vẫn triển khai công kích tập thể như cũ cái này cùng với đơn đã độc đấu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau phương nguyên mạo hiểm vọc lên gò núi một giây sau chó cúc hoa thu điền lập tức bao vây bên dưới phương nguyên lui lại dựa lưng vào vách núi phòng thủ Chó cút hoa thu điền chỉ dừng lại một chút, sau đó phát động một đợt công kích. Bởi vì mặt đất nhỏ hẹp, mỗi lần bầy chó xuất động, nhiều nhất cũng chỉ có 15 con. Phương Nguyên vội vàng điều khiển bảy con chó hoang, chống cự bầy chó đằng trước. Song Phương kịch chiến Dựa vào sự điều khiển đầy kinh nghiệm của Phương Nguyên, bảy con chó hoang có thể ương ngạnh chống cự. Đồng thời, hắn vung tay, chờ đúng thời cơ, vung ra năm con cổ ngự khuyển. Lập tức, trong tay hắn có thêm nhân thủ. Năm con chó cúc hoa thu điền trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh lâm trận phản chiến, gia nhập dưới trướng phương nguyên, dẫn đến thế cục thay đổi. Vốn 15 đối 7, bây giờ thành 10 đối 12. Phương nguyên chiếm cứ ưu thế. Đồng bọn chuyển thành địch nhân, khiến bầy chó cảm thấy bối rối. Phương nguyên thừa dịp này tấn công, giết 6 con chó cúc hoa thu điền, đánh lui 4 con. Hắn vốn có thể giết sạch 10 con chó, nhưng bốn con này là hắn cố ý thả đi. Kinh nghiệm của hắn rất phong phú, không chỉ có điểm này thôi không. Hắn có 20 cổ ngự khuyển, nhưng hắn không sử dụng cùng một lúc mà phân ra sử dụng. Địa hình này hạn chế số lượng chó tham chiến. Đồng thời, chó càng ít, càng có thể phát huy khả năng thao túng tinh diệu của phương nguyên. Chó nhiều cố nhiên tốt, nhưng nếu phân tâm, sự tinh diệu khi thao túng sẽ ít đi. Bầy chó cúc hoa thu điền vòng qua phương nguyên, phát động công kích lần nữa. Phương Nguyên tính toán cẩn thận, mỗi một lần sử dụng cổ ngự khuyển, đều nắm đúng chỗ mấu chốt nhất. Hắn không chỉ lợi dụng những con chó cúc hoa thu điền đang trong trạng thái khỏe mạnh nhất, mà còn xáo trộn trận thế của chúng. Lợi ích thì có thể chưa nhìn rõ, nhưng càng tích lũy, ngược lại sẽ càng nhiều. Bầy chó cúc hoa thu điền phát động gần 10 đợt công kích, nhưng lần nào cũng bị Phương Nguyên đánh lui. Khi trong tay Phương Nguyên chỉ còn lại ba cổ ngự khuyển, hơn 20 con cúc hoa thu điền chạy tán loạn. Đám chó cúc hoa thu điền đều bị thương. Lúc trước, bọn chúng được Phương Nguyên tận lực thả đi, tránh cho chúng trước khi chết điên cuồng phản công. Hiện tại, bọn chúng đều bị đánh, không thể không lựa chọn rút lui. Rốt cuộc vẫn không có chó vương lãnh đạo. Nếu không, bọn chúng sẽ không dễ dàng chạy đi như vậy. Thở ra một hơi, Phương Nguyên lựa chọn không đuổi theo. Trải qua trận chiến này, bảy con chó hoang ban đầu của hắn chỉ còn lại ba con, nhưng lại có thêm 16 con cúc hoa thu điền. Dưới sự thao túng tinh diệu của Phương Nguyên, tổn thương của những con chó cũng được giảm thiểu. Mặc dù con nào cũng bị thương nhưng vẫn bảo lưu được chiến lực như cũ, giúp cho chiến lực bị tổn thất của Phương Nguyên sau một vòng được khôi phục một cách nhanh nhất. Vòng thứ 13 Vòng thứ 14 Vòng thứ 17 Vòng thứ 18 Phương Nguyên xông qua từng vòng, số lượng chó trong tay không ngừng gia tăng. Khi kết thúc vòng thứ 19, trong tay hắn đã có hơn 80 con. Trong đó có hơn 40 con chó cúc hoa thu điền, 20 con chó điện văn, 19 con chó nhím. Lúc này, hắn lại giết thêm một người, là cổ sư thủy đạo tam chuyển đỉnh phong, thu được 6 con cổ. Nhưng vẫn không gặp được bạch ngưng băng. Vòng thứ 20 Phương Nguyên tính toán trong lòng. Trong truyền thừa Tam Vương, cứ qua 10 vòng, độ khó tăng lên gấp mấy lần. Khi vòng thứ 20 bắt đầu, Bách Thú Vương sẽ xuất hiện, quy mô trên 100, thậm chí gần ngàn con chó tham gia đại chiến. Trong sương mù một lần nữa xuất hiện ba quan ảnh, phân biệt ba hướng trái phải và chính giữa. Quan ảnh bên trái là một luồng điện quang màu u lam, không ngừng lóe lên, có luồng to bằng trái thất. Quan ảnh bên phải giống như trăng trong nước, hoa trong sương, thanh bạch như có như không. Trong ba luồng quan ảnh, đây là quan ảnh có hình thể nhỏ nhất. Phương Nguyên biết rất rõ, quan ảnh lớn nhỏ đại diện cho số lượng đàn chó. Quan ảnh càng lớn, nói rõ số lượng đàn chó càng nhiều. Quan ảnh màu da cam đằng trước đại diện cho chó cúc hoa thu điền, có hơn 200 con. Quan ảnh u lam bên trái chỉ rõ có khoảng 150 con chó điện văn. Quan ảnh màu trắng thanh nhã bên phải đại diện cho chó âm, số lượng ít nhất 100 con. Phương Nguyên loại chó cúc hoa thu điền ngay đầu tiên một khi chó cúc hoa thu điền có chó vương, chúng sẽ càng thêm đoàn kết. Số lượng càng lớn, chiến lực càng mạnh. Hơn 200 con chó cúc hoa thu điền đối với Phương Nguyên mà nói, chỉ là một tai nạn. Tiếp theo, hắn loại luôn đàn chó âm. Chó âm rất đặc biệt. Nó không có thực thể, chỉ giống như âm khí hình chó mà thôi, bay lơ lửng giữa không trung. Công kích bình thường căn bản không giết được chúng. Bọn chúng còn biết xuyên qua núi đá, động địa hoặc ẩn dưới nước chó trong tay phương nguyên không có thủ đoạn như vậy chó điện vân đại diện cho tốc độ nhanh nhưng không có khả năng phóng lực lôi điện suy tính một phen phương nguyên chọn hướng bên trái sương mù tiêu tan bầy chó vần quanh bên cạnh hắn yên lặng mà đi một cổ ngự khuyển nhị chuyển từ trên trời rơi xuống tay hắn khi hắn đã hoàn toàn bước ra khỏi sương mù đàn chó điện văn đã bước đến gần trên gò núi một con chó có thể trạng khổng lồ đang nằm trên đồng cỏ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hình thể của nó còn lớn gấp hai lần chó điện văn bình thường, toàn thân trên dưới có bộ lông màu xanh đậm, rất bén, thỉnh thoảng còn lóe lên điện mang. Đây là bách thú vương, chó đại điện văn. Cơ hội trời cho đây. Phương Nguyên nhìn thấy toàn bộ chiến cuộc, ánh mắt lóe lên, trong khoảnh khắc đã đưa ra lựa chọn. Hắn phất tay, công khai phát động toàn bộ binh lực. Hơn 80 con chó bao quanh hắn, sau đó phóng đến chó đại điện văn. Phản ứng của chó đại điện văn cũng rất linh hoạt. Hai tay nó cử động, lập tức mở mắt, đứng phát dậy. Nó ngửa đầu tru lên một tiếng, triệu tập đàn chó điện văn gần đó. Được chó vương triệu hoáng, đàn chó điện văn chung quanh vội vàng hưởng ứng, từ bốn phương tám hướng tập trung đến. Mặc dù tốc độ chó điện văn rất nhanh, nhưng phương nguyên đã chiếm cứ tiên cơ trước. Tất cả sức mạnh trong tay hắn đều tập trung cùng một chỗ, không chút do dự trực đảo Hoàng Long nhưng cũng có một số chó điện văn còn nhanh hơn cả phương nguyên tập trung đến bên cạnh chó vương xông lên mắt phương nguyên sáng ngời lúc này kiên kỵ nhất chính là do dự đã hạ quyết tâm hắn thẳng tiến không lùi đám chó điện văn cản đường rất nhanh đã bị phương nguyên tách ra trận thế của phương nguyên dày đặc còn trận thế của bầy chó điện văn lại lỏng lẻo số lượng tập hợp thưa thớt gâu là bách thú vương Chó đại điện văn nhìn thấy thủ hạ của mình bị tàn sát không còn, hung tính nổi lên, bốn chân lao nhanh đánh tới Phương Nguyên. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, hơn 20 con chó điện văn phân thành hai đội, từ hai bên trái phải bọc đánh. 19 con chó nhím xếp thành một trận hình, hung hãn không sợ chết phóng đến chó đại điện văn. Còn lại hơn 40 con chó cúc hoa thu điền bao lấy Phương Nguyên, từ sau thúc đẩy đội ngũ chó nhím. Con chó đại điện văn bị đội hình Phương Nguyên bố trí bao vây chính giữa phương nguyên không để ý tâm lực đang tiêu hao dốc hết toàn lực điều động bầy chó bên dưới phối hợp vô cùng tinh diệu tốc độ chó đại điện văn vô cùng kinh người nhưng dưới sự cố ý bao vây của phương nguyên ưu thế lớn nhất của nó đã bị ngăn lại nó ngửa đầu điên cùng gào thét ý đồ muốn tập trung thuộc hạ dưới trướng đám thuộc hạ của nó đang nhanh chóng xông đến phương nguyên vừa muốn vây khốn con chó đại điện văn vừa muốn ngăn cản sự công kích của đàn chó bên ngoài áp lực quá lớn không bao lâu sau hắn mơ hồ có cảm giác đau đầu mồ hôi bắt đầu đổ trên trán thế cục hơi nguy hiểm nếu đổi lại ngạnh kháng chính diện cho dù thắng cũng là thắng thảm binh lực trong tay không còn lại bao nhiêu bởi vậy phương nguyên mới có ý định bắt giặc phải bắt vua trước nhưng nếu không khống chế được con bách thú vương này phương nguyên sẽ bị biến thành sủi cảo không chỉ thất bại không thể tiến vào vòng tiếp theo thậm chí còn có thể tán mệnh ngay tại chỗ bên trong phúc địa cổ tiên ngoại trừ cổ trùng truyền thừa những loại cổ trùng khác không thể điều động bởi vậy cổ sư rất dễ thương vong cổ lực khí và toàn lực ứng phó cổ trên người hắn cũng không thể điều động đương nhiên hắn còn có vương bài lớn nhất xuân thu thiền trạng thái của xuân thu thiền hiện tại có thể miễn cưỡng thúc giục nhưng thôi động xuân thu thiền nguy hiểm cũng khá lớn rất có khả năng nổ tung mà chết cho nên phương nguyên chưa đến sơn cùng thủy tận vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối không sử dụng lung tung mồ hôi trên trán động thành nước từ trên lăn xuống phương nguyên không quản việc lau khô cầm chặt cổ ngự khuyển nhị chuyển trong tay cũng không tung ra hắn đang thận trọng tìm kiếm thời cơ dùng cổ ngự khuyển nhất chuyển thu phục bầy chó bình thường chỉ là tùy tâm sở dục nhưng dùng cổ ngự khuyển nhị chuyển thu phục bách thú vương hắn rất có khả năng thất bại bởi vì trên người bách thú vương có cổ trùng thiên nhiên ký sinh đám cổ trùng này rất có thể sẽ làm hỏng chuyện tốt của hắn phương nguyên chỉ có một lần cơ hội nếu cổ ngự khuyển nhị chuyển bị phá hoại hắn sẽ xong đời bởi vậy hắn không thể không cẩn thận gâu con chó đại điện văn bị ép đến mức nóng lên bỗng nhiên há cái miệng rộng phun ra một thứ chất lỏng màu lam thứ chất lỏng màu lam này hơi nhầy rớt xuống đống cỏ cũng không tan đi vẫn không ngừng lóe lên đánh cho núi đá nổ đông đốt sau đó biến thành một màu đen đây là cổ điện tương nhị chuyển phương nguyên lập tức nhận ra thứ chất lỏng này lực công kích của cổ điện tương không mạnh mặc dù công kích đột ngột bao quanh không ít chó cúc hoa thu điền của hắn nhưng ngay từ ban đầu hắn đã đẩy đàn chó của mình ra bộ lông của bầy chó bị điện giật cháy đen đồng thời tốc độ không còn linh hoạt do bị dòng điện làm cho tê liệt nhưng vẫn giữ được sức chiến đấu nhất định Quảng, quẳng quẳng chó đại điện văn tiếp tục phun ra, điện cương bao trùm cả một bãi cỏ. Phương Nguyên cao mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lực công kích của cổ điện cương không mạnh, nhưng bao trùm mặt đất sẽ kéo dài một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, khu vực đó sẽ trở thành cấm khu, không cho đàn chó dưới trướng Phương Nguyên hoạt động. Phương Nguyên đang bị bao quanh chính giữa, phạm vi hoạt động không lớn. Chỉ là một thứ chất nhầy nhưng lại gây ra khó khăn rất lớn. Điều này khiến cho đội ngũ mà Phương Nguyên đang điều khiển phải chịu tổn thương khá lớn, biến thành trở ngại cực lớn. Rơi vào đường cùng, Phương Nguyên đành phải đổi đội ngũ. Hắn điều đàn chó điện văn vốn đang ở vị trí bên ngoài vào bên trong để đối phó Bách thú vương, sau đó chuyển đàn chó cúc hoa thu điền từ bên trong ra ngoài, ngăn cản hơn 100 con chó điện văn bên ngoài. Chó điện văn trong phạm vi bao trùm của điện tương hoạt động tự nhiên hơn, thậm chí khi cơ thể chịu phải dòng điện, tốc độ cũng nhanh hơn một phần nhưng cục diện lại càng thêm bất lợi cho phương nguyên chó điện văn khi đối mặt với bách thú vương đại điện văn trong chủng tộc của mình cũng không khỏi sinh ra sự sợ hãi nó khiến cho việc phương nguyên thao túng tốn rất nhiều tâm lực đồng thời hiệu quả chỉ huy còn bị suy giảm bên ngoài tốc độ của chó cúc hoa thu điền cũng không nhanh bằng chó điện văn chỉ có thể kết thành trận thế dày đặc tiến hành phòng thủ bị động nếu đổi thành chó điện văn phương nguyên có thể thông qua tốc độ để tiến hành kiềm chế công kích kiên trì nhất định phải kiên trì bách thú vương đã phát ra cổ thứ nhất kế tiếp nếu còn cho dù đang ở trong hiểm cảnh nhưng trong lòng phương nguyên vẫn lạnh như băng mỗi lần cổ điện tương thôi động cách nhau năm hơi bản thân cổ điện tương cũng cần phải nghỉ ngơi trong năm hơi này phương nguyên có thể thôi phát cổ ngự khuyển nhị chuyển mà không cần lo lắng bị cổ điện tương công kích nhưng phương nguyên không biết trên người con bách thú vương này còn có loại cổ khác không để an toàn hắn nhất định phải kéo dài thời gian để thăm dò. Thời gian từng phút một trôi qua, cục diện đối với Phương Nguyên mà nói trở nên càng lúc càng khó khăn. Số lượng chó điện văn trong tay hắn đã tổn thất mất 14 con, chỉ còn lại 9 con. Chó nhím không thuộc chủng tộc với chó điện văn, tổn thất ít hơn nhưng cũng chỉ còn lại 11 con. Chó cúc hoa thu điền tổn thất thảm trọng nhất, từ con số 50, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 20 nhưng phương nguyên vẫn chưa thăm dò ra được con cổ thứ hai trên người bách thú vương phương nguyên quyết định ra tay không thể chờ thêm được nữa trên người con đại điện văn này rất có thể chỉ có một con cổ ký sinh hắn nhất định phải mạo hiểm chờ thêm lát nữa phòng tuyến bên ngoài vốn đang tràn ngập nguy hiểm của hắn sẽ bị công phá cổ ngự khuyển nhị chuyển thừa dịp đại điện văn phát ra một dòng điện tương phương nguyên nhanh chóng ra tay đánh ra một kích mấu chốt dưới sự chăm chú của hắn, cổ ngự khuyển thuận lợi bay vào người con chó, chui vào hồn phách của nó. Một luồng trùng kích tinh thần vô hình thông qua cổ ngự khuyển đánh tới Phương Nguyên. Đầu Phương Nguyên vốn đang đau, chịu một kích này, lập tức đầu ván mắt hoa. Hồn phách của Bách Thú Vương không cam lòng, nó đang phản kháng. Thu phục Bách Thú Vương cũng không dễ dàng gì. Thân hình Phương Nguyên lắc lư, cố gắng kiên trì một sự tâm linh tương thông liên kết phương nguyên với chó đại điện văn con chó vừa nãy còn rất kích động hận không thể cắn phương nguyên thành muôn mảnh bây giờ lại gâu một tiếng lay động cái đuôi to lấy lòng phương nguyên bầy chó điện văn đang vây công nghe được tiếng kêu của chó vương lập tức ngừng công kích cuộc chiến đang dằn co không khỏi yên tĩnh lại phương nguyên đứng im tại chỗ chậm rãi chuyển động cái đầu nhìn chiến trường lần mạo hiểm này rất đáng giá mặc dù hắn tổn thất không ít nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã có ít nhất 120 con chó điện văn. Đừng quên, hắn vẫn còn một con cổ điện tương ký sinh trên người bách thú vương. Thực lực của Phương Nguyên tăng lên rất nhiều. Sương mù trước mặt nồng đậm. Phương Nguyên chậm rãi bước đi trong sương mù, bên cạnh hắn còn cả một đàn chó đi theo. 11 con chó nhím, 132 con chó điện văn, 17 con chó cúc hoa thu điền. Ngoại trừ những con này ra, còn có một con bách thú vương, chó đại điện văn. Bởi vì sức mạnh thiên địa câu thúc, đám chó chỉ lặng yên đi theo phương nguyên, không hề xáo trộn, không hề phát ra âm thanh. Thế giới sương mù vẫn luôn yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức phương nguyên có thể nghe được tiếng thở của mình. Mặc dù đã qua 20 vòng, số lượng đàn chó trong tay đạt đến mức trước nay chưa từng có, nhưng trong lòng phương nguyên lại không quá lạc quan. Truyền thừa Tam Vương, cứ qua 10 vòng, độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần mặc dù ta có hơn 100 con chó, nhưng muốn vượt qua 10 vòng tiếp theo, chạm đến cửa ải thứ 30, e là không dễ dàng. Cửa thứ 30 là mục tiêu mà Phương Nguyên đặt ra cho mình đối với truyền thừa khuyển vương. Truyền thừa tam vương kiếp trước, trải qua nhiều năm mới bị rất nhiều cổ sư lấy xong. Lần này ở núi Tam Xoa, Phương Nguyên cũng muốn ở lại lâu hơn. Tuy nhiên, muốn một lần đoạt được truyền thừa cũng không quá thực tế. Truyền thừa Tam Vương, mặc kệ cái nào, độ khó cũng đều tương đối lớn. Phương Nguyên có được bách thú vương và đàn chó trên trăm con, nhiều nhất cũng chỉ là tạm thời đứng vững gót chân. Bất luận hắn chủ quan ở vòng nào, hắn sẽ có khả năng thất bại thảm hại. Đàn chó vất vả lắm mới góp nhặt được cũng không còn, thậm chí còn mất luôn cả tính mạng. Truyền thừa ma đạo từ trước đến nay vẫn luôn tàn khốc, vô tình như vậy. Truyền thừa khuyển vương, càng về sau càng có lợi với cổ sư nô đạo. Kiếp trước ta cũng có tu luyện nô đạo, nhưng kiếp này vẫn chỉ là cổ sư lực đạo. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, trong đầu Phương Nguyên vẫn còn cảm giác choáng váng. Đây chính là di chứng của việc tiêu hao tâm lực, kịch liệt điều động tinh thần chỉ huy bày chó tác chiến. Nhưng đổi lại cổ sư nô đạo có hồn phách cường đại, tình huống này sẽ ít hơn rất nhiều. Nô đạo là nô dịch đàn thú, là lưu phái của cổ sư. Muốn đồng thời chỉ huy đàn thú với số lượng nhiều, tiêu hao tâm lực và tinh thần sẽ rất lớn. Bởi vậy, cổ sư nô đạo thường vận dụng cổ trùng đặc biệt dùng để rèn luyện hồn phách của bản thân trong truyền thừa khuyển vương sức mạnh thiên địa không hề trói buộc hay hạn chế hồn phách của cổ sư cho nên cổ sư nô đạo trong truyền thừa khuyển vương sẽ càng thêm như cá gặp nước nhưng cổ sư nô đạo cũng rất khó khăn phải gánh một lượng thức ăn rất lớn cho cổ trùng thứ nhất quy mô cổ trùng càng lớn thức ăn tất nhiên sẽ càng nhiều thứ hai thu phục cổ trùng cường đại cũng không dễ dàng gì rất có thể bị phản vệ biến bản thân thành kẻ ngớ ngẩn thứ ba cổ sư nô đạo quá ỷ lại vào cổ trùng bản thân yếu kém rất dễ bị người khác nhắm vào phương nguyên suy nghĩ trong lòng cổ sư các phái lớn đều có ưu khuyết của riêng mình thế sự biến thiên thương hải tan điền trong giới cổ sư từ trước đến nay khí đạo cơ hồ đã bị chôn vùi lực đạo hoàn toàn xuống dốc chỉ còn lại chút tàn dư nô đạo thì cứ trung quy trung cũ khó mà hưng thịnh được ngẫu nhiên xuất hiện mấy cường giả nô đạo nhưng cũng chỉ là ngôi sao chỉ sáng được nhất thời mà thôi yêu cầu của cổ sư nô đạo đối với tài nguyên rất khổng lồ lại còn lao tâm lao lực cho dù một sơn trại cỡ trung cũng không nuôi nổi cổ sư nô đạo chỉ có gia tộc cỡ lớn hoặc siêu cấp vì tham gia chiến sự lớn mà cố ý nuôi một số cổ sư nô đạo trong ma đạo cổ sư nô đạo lăn lộn lại càng khó khăn hơn nữa rất hiếm thấy cho nên ta mới không tu đạo này. Phương Nguyên lấy lại bình tĩnh. Không suy nghĩ lung tung nữa. Qua một hồi, hắn cảm thấy đầu mình dần dần ổn định lại, cảm giác choáng váng đã giảm đi rất nhiều. Hắn chuyển động hai mắt, bắt đầu dò xét chung quanh. Bên trái, bên phải và phía trước lại lóe lên quang ảnh. Quang ảnh các vòng trước đều mơ hồ, nhưng sau vòng 20, quang ảnh trở nên vô cùng rõ ràng. Bên trong quang ảnh bên trái là một đàn chó cúc hoa thu điền, khoảng 200 con. Có con nằm rạp dưới đất nghỉ ngơi, có con đang đùa giỡn, còn có con đang bú sữa mẹ. Phương Nguyên tập trung tinh thần nhìn xem, ánh mắt không ngừng lục soát. Thú vương của chó cúc hoa thu điền khác với thú vương các loài khác, thực lực càng mạnh, hình thể càng nhỏ. Trong tình thế hỗn loạn trên chiến trường, thú vương xen lẫn với đàn chó, hoàn toàn không hề thu hút, là một phương thức bảo vệ bản thân vô cùng có hiệu quả. Bách thú vương ở đâu? Trong lúc Phương Nguyên đang băng khoăn, quan ảnh bỗng nhiên thay đổi, hiện ra một con cổ. Con cổ này to bằng nắm tay, hình dạng giống như một viên đá cuội màu nâu đậm, bề mặt sáng bóng, giống như được bao trùm một lớp sơn. Cổ gan chó Phương Nguyên nhận ra con cổ này, sau khi đàn thú xuất hiện, con cổ này cũng sẽ hiện ra. Điều này có nghĩa nếu ta lựa chọn đối chiến bầy chó cúc hoa thu điền mà thắng, ta sẽ được một con cổ gan chó. Một lát sau, quan ảnh tiêu tán. Phương Nguyên vẫn chưa đưa ra lựa chọn mà nhìn về phía trước. Quan ảnh đằng trước hiện ra một đàn chó đen nhánh. Đám chó này sủa vang lẫn nhau, từng con vọt vào đối phương một cách hung hăng, đủ cho thấy tính hung mãnh của loại chó này. Đây là chó thiết giáp. Trên người loại chó này có một lớp da cứng như áo giáp. Áo giáp da rất nặng, giống như sắt thép, lực phòng ngự rất tốt. Trong quá trình trưởng thành, chó thiết giáp luôn va chạm lẫn nhau, nhằm làm giảm cảm giác ngứa ngáy bách thú vương của chó thiết giáp, hình thể không khác gì chó đại điện văn, rất dễ nhìn thấy trong đàn chó. Phương Nguyên chỉ cần nhìn một chút đã tìm được nó. Lập tức, quan ảnh biến ảo, hóa thành một con cổ. Con cổ này rất quen thuộc với Phương Nguyên. Cổ ngự khuyển nhị chuyển. Nếu ta thắng đàn chó thiết giáp, ta có thể nhận được một con cổ ngự khuyển. Phương Nguyên lẩm bẩm, chợt chuyển ánh mắt về phía bên phải. Quan ảnh bên phải không hề có bóng dáng của đàn chó, chỉ là phong cảnh của một sườn núi dốc đá màu xám trắng cây cối xanh ung đang chập chờn theo gió nhìn một hồi quan ảnh biến mất cũng không xuất hiện cổ trùng giống như trước đó đây là cơ hội rời khỏi truyền thừa khuyển vương phương nguyên thầm nhủ truyền thừa khuyển vương bố trí bên trong phúc địa đám cổ sư tiến vào phải tiếp nhận sự quản thúc của thiên địa không thể tùy ý ra vào nhưng truyền thừa tam vương cũng không phải chỉ có vào mà không có ra vẫn lưu lại một tia hy vọng sống đến một giai đoạn nhất định truyền thừa sẽ cung cấp cơ hội rời khỏi nếu lần này phương nguyên lựa chọn bên phải khi hắn rời khỏi sương mù hắn sẽ được truyền tống ra ngoài địa điểm xuất hiện trở lại là sườn núi bên trong quan ảnh sườn núi này cũng không xa lắm thuộc khu vực núi tam xoa nhưng phương nguyên không lựa chọn bên phải trong tay của ta đang có vốn liếng còn có thể xông lên một lần nếu bây giờ mà rời khỏi không khỏi có chút đáng tiếc đương nhiên nếu đi tiếp chưa chắc đã có hy vọng cho ta ung dung rời khỏi đây như thế nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha